Thưa sư, cho con hỏi chú giải Tam Tạng Kinh Luật Luận sao không được dịch và bán rộng rãi như các kinh khác? Đọc kinh có chỗ nào không hiểu hết nghĩa thì phải hỏi và làm phiền thầy. Con không biết chữ Pali, như vậy làm sao để có được phần dịch chú giải mà mình mong muốn? Và sao còn một số bài kinh hơn 2.500 năm không được dịch ra, vì nhân duyên gì? Xin sư giảng cho con hiểu. Câu hỏi của quý vị cũng là câu hỏi của sư. Khi mà sư mới tu, mắc cái giống gì chú giải không ai dịch? Cái nguyên nhân đầu tiên á là do cái nền học thuật Pali của Việt Nam mình nó quá yếu. Số người học không nhiều. Bởi vì số người học không nhiều dẫn đến cái số người giỏi cũng không nhiều. Đừng có trách những vị giỏi tại sao không dịch. Bởi vì các vị đó vẫn đang dịch. Ví dụ như Ngài Chánh Thân, Ngài dịch Tạng Luật nè. Tạng Luật hồi xưa mình chưa có, Ngài đã dịch Tạng Luật nè. Và bây giờ cái nguyện của Ngài là Ngài dịch lại Tạng Kinh. Cái nguyên nhân là do bất kỳ một vị nghiên cứu Phật học nào thì thứ nhất là đều kính trọng Ngài Minh Châu, nhưng đều không thể nói sai đi một sự thật là bản dịch Ngài Minh Châu thì chỉ được chừng 80% là tối đa, đại khái như thế. Tức là vẫn có một số chỗ mà mình cần phải xem xét về cái nội dung bản dịch. Chính cho nên là một số bài kinh quý vị đọc vào quý vị sẽ không hiểu. Cho nên là Ngài Chánh Thân, Ngài có cái nguyện là Ngài dịch lại Tạng Kinh. Và đây là một cái nguyện rất là... Đây là một cái nguyện rất là đáng quý và đáng để ủng hộ. Nhưng cái vấn đề là Ngài chỉ có một mình. Và cái chuyện Ngài dịch thì mong sao Ngài còn đủ sức khỏe, đủ thọ để dịch xong cái Tạng Kinh cho chúng sanh nhờ. Tức là Ngài rất giỏi đó. Ngài là cây đa cây đề ở trong cái làng Bali. Thì Ngài đã lo công chuyện đó rồi. Bây giờ cái chuyện chú giải thì Ngài không có. Thì cũng có một số vị nhận cái chuyện là dịch chú giải, nhưng mà từ khi vị đó dịch tới bây giờ đã mấy mươi năm rồi. Đã mấy mươi năm rồi. Mà nó vẫn còn... Quý vị thấy đó. Cái thực tế thì mình thấy. Bây giờ chú giải nè, có một số bản được dịch, nhưng mà cái kiểu dịch manh mún. Tức là cái kiểu là tôi thích dịch bài chú giải bài kinh nào thì tôi dịch chú giải bài kinh đó. Chứ nó không có một cái sự hệ thống. Thành ra bây giờ mà mình đi tìm, mình gom nó rất là cực ha. Cái thứ hai là dịch xong rồi không biết nó ở đâu. Đó, quý vị dịch xong rồi in ra một mớ. Rồi phần thì tặng ấn tống, rồi tặng chùa này chùa kia. Nhưng mà bây giờ thì sư không biết nó có nằm ở trong kho của chùa nào hay không. Mà nếu như nó nằm ở trong kho thì xin thưa nó vẫn sẽ nằm trong kho cho đến khi nào cái thời vị trụ trì đó mất, thì hoặc là một khi nào đó dọn kho thì thấy rồi thì gật đầu đó rồi lại tiếp tục để ở trong kho. Sư rất là đau lòng cái trường hợp mà kinh tạng chú giải các cái bản dịch cứ nằm ở trong kho, bởi vì không thể nào hoàn toàn trách cho chùa được nha. Không hoàn toàn trách cho chùa được, bởi vì thứ nhất là không có chỗ để trưng bày. Cái thứ hai á, là trưng ra cũng không ai coi. Nó kỳ chứ bây giờ đem hết bạc quyển nó ra trưng ai coi. Mà không coi á, thì để đó. Thành ra nó có một cái nghịch lý là thiên hạ kêu gào sách kinh. Nhưng mà tới hồi mà chùa á, đem sách đem kinh ra không ai mà lật ra coi hết trơn trọi. Thì cho nên là không, rất là khó để mà nói là trong cái sự kiện này thì nên như thế nào.
Nhưng mà cho dù có gom hết đi chăng nữa thì cái số bản dịch Pali của mình vẫn rất là manh mún, nó tạp lắm. Rồi có một số vị không hiểu vì lý do gì thì lại ưa thích chú giải pháp cú, chợ chú giải biết bao nhiêu bài kinh không có lo mà dịch, mà cái nỗi cái chú giải pháp cú có đè nhau ra, người này dịch tới người kia dịch để làm cái gì. Rồi thì đó là cái tình hình hiện tại của chú giải Kinh Tạng ở Việt Nam. Và sư cũng đặt câu hỏi y chang quý vị, tại sao không dịch chú giải? Nhiều vị nói chú giải không nên dịch. Sư thấy không, sư không đồng ý với quan điểm này. Anh cứ dịch đi, rồi người ta đọc hiểu hay không là chuyện của người ta. Và sư được biết là hiện tại bây giờ là ở Thái là họ đã dịch xong rồi. Dịch, nếu như mà mình nói chú giải không nên dịch thì tại sao họ người Thái họ dịch xong rồi, người Thái họ đã có bản chú giải tiếng Thái để mà họ xài rồi, mà bây giờ người Việt mình vẫn còn một số người nói chú giải không nên dịch. Và cái tốc độ dịch chú giải của mình rất là chậm. Sư có nhờ người dịch rồi. Nếu như mà quý vị có theo dõi ở trên kênh Facebook của sư thì sư vừa mới đăng cái bài chú giải bài kinh Trung Bộ số 7 là đang được thầy Huỳnh Trọng Khánh dịch, và thầy Huỳnh Trọng Khánh vẫn đang tiếp tục dịch. Tuy nhiên thì như sư nói, cái chuyện mà dịch Pali nó rất là lâu, nó rất là lâu. Thành ra là bây giờ sư đi thêm một hướng nữa, nếu như mà bây giờ mình không có người mà dịch thẳng từ Pali mà sang tiếng Việt cho quý vị biết nghe nha, sư cho người chạy đi đầu trên sóng dưới, nói đầu trên sóng dưới, nói cho nó vui. Những vị mà tự nhận là mình biết Pali á, không có ai nhận việc dịch chú giải. Sư không biết là cái lý do, nhưng mà không có ai nhận. Những vị mà gọi là biết Pali, và chỉ duy nhất có thầy Huỳnh Trọng Khánh thì nhận, và do năng lực của một người thì rất là chậm, và sư cũng không dám hối. Đó là cái tình trạng hiện tại về chú giải Pali Việt. Thì đó, một phần chú giải tiếng Anh thì nó cũng có lý, nhưng mà như sư nói, cái tình trạng chú giải của mình hiện tại đang rất là manh mún nha, tức là dịch những bài kinh lẻ chứ không có một cái hệ thống. Và sư thấy một điều, một cái suy nghĩ nó lóe lên trong đầu của sư, tại sao mình không thuê người dịch chú giải tiếng Thái của tiếng Việt? Bây giờ mình từ Bali qua Việt mình yếu, ok, bây giờ mình dịch từ tiếng Thái qua tiếng Việt đi, coi như là thông qua một ngôn ngữ, thông qua một lớp ngôn ngữ. Và sư đã ký hợp đồng rồi sẵn, thì bây giờ sư nói luôn cái vụ dịch chú giải. Sư đã ký hợp đồng rồi, trước mắt là họ dịch 50 bài kinh đầu tiên của Trung Bộ. Sau khi mà dịch xong 50 bài kinh đầu tiên thì sẽ dịch tiếp. Và đã gửi một số bản, cái bản dịch á, bản dịch đã gửi cho sư, thì sư thấy là chất lượng cũng ok, dùng được, xài được. Và sư sẽ đăng dần các bản chú giải. Thứ nhất là về tiến độ, thì trên thực tế thì mình có tiền thì mình dịch nhanh, không có tiền thì ba bốn ông dịch, năm sáu ông dịch, chục ông dịch, có tiền trăm ông dịch. Cho nên là tiến độ thì nhanh chậm là tùy do tiền, chứ không phải tùy do mình, tùy do tiền. Hiện tại bây giờ 50 bài kinh đầu tiên sư hợp đồng với người ta đó
là trong vòng 100 ngày tính từ ngày 1 tháng 12, mới đây vừa hợp đồng vừa mới ký đây thôi. Câu hỏi thì rất là lâu rồi nhưng mà thông tin mới nha, là tin mừng. Hợp đồng vừa ký đây thôi thì họ báo là 50 bài kinh đầu tiên thì trong vòng 100 ngày họ hứa là xong. Thì nếu như mà không xong 100 ngày thì 4 tháng, giỏi lắm 4 tháng là mình sẽ có năm chú giải 50 bài kinh đầu tiên của Trung Bộ. Đó là tin mừng. Và sau khi mà xong á, thì sẽ dịch tiếp, dịch tiếp rồi chúng ta sẽ ăn dần thôi. Mình như sẽ đi đi dần đây, dần hết là mình sẽ hết Trung Bộ rồi Trường Bộ tương ưng tăng chi, mình sẽ đi hết. Còn cái chuyện mà kêu gọi thì nói thiệt là sư chưa dám kêu gọi. Tại vì sao? Bởi vì sư sợ cái kiểu người ta nói là mình vẽ sản phẩm chưa có mà cứ cứ lo kêu gọi không à. Thì sư hé trước ha, hé trước là cái quyển 50 bài kinh đầu tiên á, chú giải 50 bài kinh đầu tiên là cái chi phí dịch sư ký trong hợp đồng á là 690 triệu cho 2.500 trang tiếng Thái. Thì tin mừng là khóa thiền vừa rồi có rất là nhiều những vị mạnh thường quân rất là dễ thương, những vị đại thí chủ đã góp được khoảng 300 triệu. Và sư thì gọi là cái quỹ Hoằng Pháp và một vài cái cá nhân thì đảm bảo là thêm 200 triệu nữa là 500 triệu. Cho nên là cái con số 690 triệu thì nó trong tầm tay. Cho nên là 50 bài kinh đầu tiên là trong tầm tay. Và sư không có kêu gọi. Sư chưa kêu gọi đâu. Bởi vì sao? Bởi vì mình phải thấy sản phẩm. Chứ còn mà cái chuyện này chuyện lớn mà chưa gì hết mà kêu gọi lung tung thì nhiều người họ sẽ đặt vấn đề. Cho nên là sư sẽ boss dần. Bây giờ nói về cái phương pháp phát hành ha, thì sau khi mà mỗi một lần mà dịch xong một bài á, mỗi lần dịch xong một bài thì sư sẽ đăng trên tất cả các phương tiện truyền thông của sư. Một là đăng trên Pali chuyên đề, hai là đăng trên kênh đăng trên Facebook, ba là sẽ cập nhật lên trên trang suthamma.net để quý vị hoàn toàn có thể tham khảo. Và cứ dịch xong 10 bài kinh đầu tiên đã đi. Chứ còn bây giờ sư vừa mới ký hợp đồng xong, họ bắt đầu dịch từ ngày mùng 1 tháng 12 và ngày hôm nay mới mùng 3 tháng 12, mới có 3 ngày quý vị. Rất là tươi, rất là mới luôn. Rất là mới luôn. Và dịch xong 10 bài đi, bây giờ sư sẽ post dần ha. Thì cứ 10 bài đi rồi để mình sẽ có cơ sở và sau đó sư sẽ công khai rồi quý vị sẽ đóng góp sau. Yên chí ha, yên chí là sư sẽ mở tài khoản để cho quý vị hùng phước, nhưng mà bây giờ trước mắt thì nó còn mới lắm. Nhiều người họ vẫn còn nghi ngờ, họ sợ là nói trước bước không tới. Cho nên là cứ để xong 10 bài kinh đầu tiên đi, thậm chí là cho 50 bài kinh đầu tiên rồi sau đó mình nói chuyện dịch tiếp những bài khác á, thì nó dễ. Nhưng mà như sư nói thì nhanh chậm là do tiền chứ phải nhanh chậm không phải do mình. Rồi thì đấy là cái tin vui cho cái việc dịch chú giải. Sẽ có nhiều vị nói là bây giờ chú giải từ Pali qua Thái rồi từ Thái qua Việt thì nó khó tránh khỏi cái chuyện là cái sự thất thoát ngôn ngữ. Tức là Pali qua Thái họ giỏi lắm, họ được 80% thôi. Rồi từ Thái qua Việt thì cũng giỏi lắm, cũng được 80%. Thành ra là cái nó đương nhiên là nó sẽ không có bằng cái chuyện làm việc trực tiếp từ Pali sang Việt. Tuy nhiên thì sư có nói với nhiều vị trưởng lão cũng như nói với một số vị đó là bây giờ tôi đang đói bụng, cho tôi một tô mì gấu, tôi cảm ơn muốn chết rồi nha. Đừng có kêu tôi là phải
chờ sơn hào hải vị, xin thưa chờ chờ quý vị cho tôi sơn hào hải vị, chắc lúc đó là tôi 49 ngày rồi nha. Cái chuyện mà chú giải cũng vậy đó, chờ nhân sự nhân lực mà Pali của mình mà dịch cho ra một bản chú giải là ngon lành, có một cái hệ thống ban bệ kiểm tra đối chiếu xác minh chứng minh vân vân mây mây thì không biết chừng nào mới có. Và xin thưa là cũng mấy mươi năm rồi, mấy mươi năm rồi, nếu có thì bây giờ chúng ta đã có xài, mà bây giờ thì thực tế chứng minh. À, cho nên giờ không ai làm thì mình làm, coi như bây giờ sư không có một cái đĩa sơn hào hải vị cho quý vị, nhưng mà sẽ có những cái tô mì gói thơm phức nóng hổi, nghe nhìn là đói bụng liền, có để mà dùng. Ừ. Rồi thì đương nhiên sau khi mà dịch xong thì mình sẽ còn có hiệu đính lần 1, lần 2, lần 3, và thậm chí mình có thể tìm những bài chú giải của tiếng khác, hoặc là cái chuyện mà dịch Pali ấy, thì mình sẽ đi từ từ, dần dần thì cái chuyện chú giải nó sẽ hoàn thiện. Còn trước mắt thì xin thưa thôi cho tôi tô mì gói đi ha. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.